Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Yen. Nếu như là đầu tiên các bạn biết đến kênh của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình là Yen Si, là chủ của kênh 127 Tarot, một nơi mà mình chia sẻ niềm đam mê của mình đối với lại Tarot, Oracle và những vấn đề tâm linh huyền bí ha. Thì mình thành lập thì hôm nay mình sẽ đến với lại một cái trải bài mà mình muốn trải cái này, là tại vì khi mà mình đi kiểu mình theo dõi các cái trang tarot khác và mình để ý thì mình thấy là mọi người khá là thích xem những cái chủ đề nó liên quan tới tình cảm, những cái chủ đề như kiểu là người yêu tương lai của bạn là ai, hay là khi nào bạn sẽ gặp được người bạn kết hôn, hay là khi nào bạn sẽ gặp người bạn muốn hẹn hò. Thì ở đây mình không có đánh giá gì về cái nhu cầu của mọi người cả, nhưng mà nó khiến cho mình có một cái cảm giác như kiểu là mọi người đang ở trong một cái mood là các bạn hơi quá mức trông chờ vào tình cảm, nhưng mà bản thân bạn đã sẵn sàng hay chưa thì có lẽ là bạn cũng không biết, không rõ, hoặc là bạn không muốn biết. Đó là cái lý do sao mà hôm nay mình muốn trải một cái trải bài nó liên quan tới lý do một cái chút xíu, đó là vì sao bạn vẫn ở đây tại thời điểm này một mình. Tất nhiên là khi mà các bạn nghe được cái trải bài này thì mình hy vọng là mọi người sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực. Nếu như mà các bạn bước vào cái video này và các bạn hy vọng sẽ đưa cho các bạn một cái giải pháp ngay lập tức có thể giúp cho các bạn kiểu như là 1 tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau bạn ngay lập tức có người yêu ấy, thì cái đó chắc chắn là không phải khả năng của Yen. Hơn nữa đối với Yen đó thì bạn chỉ có thể tìm được cái người mà bạn cảm thấy phù hợp khi mà bạn đã cảm thấy đủ đầy, khi mà bạn đã biết được cái lý do là vì sao bạn vẫn một mình từ trước tới nay. Còn nếu như mà bạn vẫn gọi là bạn luôn có một cái cảm giác là bạn cần một ai đó để fix bạn, một ai đó mà để mà complete bạn á, thì mình chắc chắn là với cái tâm trạng đó thì sẽ rất khó để bạn tìm ra được một người phù hợp. Đó là Yen nói chung trước khi Yen trải bài ha. Ok, thì hôm nay sẽ có 3 cái bookmark ở đây Yen mới được nhận ha, tương ứng với lại 3 tụ bài, tụ 1, tụ 2 và tụ 3 giống như là bình thường. Thì mọi người hãy lựa chọn một cái bookmark mà mọi người cảm thấy được thu hút, yêu thích bất kỳ điều gì ở trong này. Hoặc nếu các bạn không chọn được thông qua bookmark thì các bạn có thể xem cái timestamp của Yen và lựa chọn con số cho nó cũng được ha. Ok, thì mình sẽ đến với lại tụ bài đầu tiên cho mọi người năm nhiên nữa nha. Rồi, ok, xin chào các bạn. Tụ 1, những bạn chọn cái bookmark này hình con gấu xanh ha. Thì đây là trải bài cho các bạn với cái chủ đề là vì sao bạn vẫn còn ở đây lúc này và một mình ha. Thì bây giờ mình sẽ rút bài cho các bạn để xem nhé, để xem lý do nằm sâu bên trong là cái gì. Và bởi vì đây là trải bài chung nên mọi người hãy nói những thông điệp một cách cởi mở cho lọc với mình nha. Nhưng mà các bạn cảm thấy câu chuyện nó không đúng, nó không phù hợp với lại các bạn này nọ gì đó thì các bạn có thể bỏ qua cái video này. Video của Yen nó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện, một trong số rất nhiều con đường tương lai mà các bạn có thể có thôi. Nên là mọi người đừng có quá mức là bị ảnh hưởng bởi nó hoặc là stick vào nó ha. Còn nếu như mà bản thân các bạn đã không tin vào Tarot á, thì các bạn không nhất thiết bạn xem video nữa. Hôm nay Giang cũng mới đọc được một cái bài thảo luận nói là tôi không tin vào tử vi, không tin vào Tarot, không tin thì thôi, mình không xem cái gì đâu. Mọi người kiểu như bị quá mức là theo trend á. Mọi người thấy là các bạn đang gì xem Tarot nhiều với xong kiểu mọi người cũng bắt bản thân mình là phải xem, phải làm quen, phải nhờ nọ cho cái đó, nhưng mà nó đâu có cần. Tại sao bạn vẫn còn ở đây lúc này một mình? Đầu tiên để trả lời cho cái lý do các bạn tụ một vì sao các bạn vẫn còn ở đây lúc này, các bạn vẫn còn một mình á, tại vì các bạn còn cái nỗi lo liên quan tới
công việc hoặc là tiền bạc ở đây. Nói đúng hơn á, các bạn tụ một, các bạn có một cái nỗi sợ liên quan giữa đồng tiền và liên quan với tình cảm. Các bạn có một cái nỗi sợ là nếu như mà các bạn chưa giàu có, nếu như các bạn chưa kiếm được mấy chục triệu một tháng chẳng hạn, thì các bạn chưa có khả năng yêu một ai đó, chưa có khả năng để tiến tới một cái mối quan hệ cam kết với một ai đó, hoặc là dạng như bạn sẽ không có cảm giác tự tin ở trong một cái mối quan hệ với lại người khác. Mình thấy deep down bên trong của các bạn tụt một á, các bạn không gọi là, thường thì mọi người hay nghĩ là trong một mối quan hệ đặc biệt kiểu như là sẽ có một người dựa vào người kia, nhưng mà đối với lại các bạn tụt một á, các bạn không thích điều đó, các bạn không thích dựa vào partner của bạn, các bạn muốn mình phải độc lập, phải kiên cường, phải có được một cái gì đó, một cái backup phía sau chẳng hạn, thì bạn mới tham gia một mối quan hệ. Và khi mà những cái người mà họ có cái suy nghĩ như thế này á, họ rất là khó tính. Kiểu như là khi mà họ gặp được những người giỏi mà họ thích á, thì họ sẽ luôn dễ cảm thấy là bản thân mình chưa đủ, bản thân mình chưa đủ giỏi bằng họ. Còn khi mà họ gặp những người thấp hơn họ về mức độ kiếm tiền á, thì họ sẽ lại nghĩ là người đó không xứng với mình. Rất là khó tính luôn. Và ở đây là cung đốc nha. Cung đốc mà kim ngương mà ghét những con người rất là bị ám ảnh với lại vấn đề liên quan tới vật chất. Nói chung các bạn nghĩ nhiều nữa, giống như mình nói là khi mà các bạn có một đối tượng tiềm năng chẳng hạn, thì các bạn sẽ đánh giá về khả năng của người đó khá là nhiều, chứ các bạn chưa chắc là các bạn đã để ý đến cái phần tình cảm của bản thân hoặc là tình cảm của người đó. Có nhiều bạn kêu mình nói chậm lại thì xin lỗi các bạn, chứ cái này là tốc độ chậm của mình rồi đó. Mình mà nói nhanh là mình còn nói nhanh hơn thế này nữa cơ. Các bạn có thể bấm chậm lại, ở YouTube nó có phần hài đặc đó mà. Balance. Yeah, các bạn cần, ở thời điểm hiện tại các bạn vẫn còn một mình là tại vì các bạn chưa cân bằng được giữa cái nỗi sợ liên quan tới tiền bạc của các bạn và phần tình cảm của các bạn. Các bạn quá mức đang đẩy cái phần vật chất nó lên cao quá. Và khi mà vật chất nó lên cao quá thì chả có ai vừa lòng bạn cả. Tức là không phải là tụi một các bạn không cần tình cảm của người ta, các bạn vẫn cần tình cảm, nhưng mà các bạn bị một cái nỗi sợ là cái phần tình cảm đó, kiểu như là các bạn không bao giờ tin là sẽ có cái câu chuyện ngôi nhà tranh hai trái tim vàng hết trơn á. Các bạn chỉ tin vào cái tình yêu khi mà nó có một cái nền tảng liên quan tới vật chất thôi. Và cái yêu cầu về cái vật chất đó, cái nền tảng đó của các bạn rất cao. Nó không phải là những cái câu chuyện như kiểu là hai người, mỗi người kiểu kiếm ra đủ sống là được. Không đâu, tiền của các bạn á, đối với các bạn vật chất đầy đủ là nó còn phải đáp ứng được những cái nhu cầu liên quan tới tiệc tùng nè, liên quan tới quần áo, giày dép này nọ nữa. Rồi còn phải có phần tiết kiệm, chăm lo cho mọi người, nói chung là rất phải nhiều tiền. Mình nói thật là nó phải nhiều tiền quá. Xe nhập e 10 kiếm. Lý do khiến như các bạn tụ một các bạn bị rớt vô trong cái suy nghĩ này á, mình nghĩ là có thể là bởi vì các bạn tụ một các bạn lớn lên trong một cái gia đình hoặc là trong một cái môi trường mà mọi người đánh giá nhau thông qua vật chất. Tức là những cái câu chuyện như là các mẹ gặp nhau xong là sẽ nói là hôm qua chồng mình mua cho mình cái túi hiệu nè, hôm qua mua cho mình cái đồng hồ này nọ hết. Đó là trong một cái môi trường mà tất cả mọi người đều rất là đề cao vấn đề vật chất, và nó khiến cho việc đó nó xây dựng cái niềm tin về vật chất ở trong bạn. Hoặc là kiểu như là xung quanh bạn có những cái cặp đôi mà bạn sẽ luôn nghe họ nói như kiểu là
vào ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 chẳng hạn, thì anh ấy, cô ấy phải tặng cho tôi cái này cái nọ, rồi kỷ niệm 1 năm, 3 tháng, 6 tháng yêu nhau rồi lại phải tiếp tục tặng nhau này nọ hết. Thì chính bởi vì các bạn nghe quá nhiều những cái đó, và có thể là cả những cái bình luận tràn lan trên mạng của mọi người là dạng như chưa kiếm được 20 triệu một tháng thì đừng có yêu rồi này nọ hết á, vì khiến cho các bạn có một cái phần niềm tin ở trong bản thân mình đó, là bạn phải thật sự kiếm được từng đó tiền á thì bạn mới có được một tình yêu phù hợp và xứng đáng. Switch of water. Ra 6 nước ở đây thì nó có thể là câu chuyện liên quan tới người cũ nữa, tức là có thể mối quan hệ cũ của các bạn á, có thể là hai bạn chia tay vì vấn đề vật chất. Nói chung là mình thấy cái nỗi sợ của bạn không phải là thuần túy xuất phát từ bạn, mà là bạn bị ảnh hưởng bởi người khác, bị ảnh hưởng bởi những cái ký ức cũ của bạn, hoặc là bởi một cái người cũ của bạn ở đây, một cái người mà mình có cảm giác là các bạn cũng quen khá là lâu rồi. Có thể là quen biết nhau từ thời nhỏ luôn, nhưng mà lớn lên thì chia tay nhau, cũng có thể là tại vì tức là giữa hai gia đình nó có mức độ chênh lệch đó, hoặc là giống như mình nói đó, là hai bạn gây gỗ với nhau vì vấn đề tài chính vật chất nhiều. Các bạn tụ một cái lý do nữa khiến các bạn bị stress về vấn đề này là tại vì các bạn có cái khát khao được thành lập gia đình, tức là đối với lại các bạn là những người khá là truyền thống, tức là yêu nhau kết xong rồi là quen nhau này nọ, thì các bạn đều nghĩ rất là nghiêm túc tới cái vấn đề đi xa với nhau. Và chính bởi vậy nên là các bạn biết là kiểu như đó, muốn kết hôn, muốn đám cưới thì sẽ phải tốn chục triệu gì đó, xong rồi sau đó là sinh con này nọ thì lại phải tốn thêm mấy chục triệu nữa. Thì có thể công việc hiện tại của các bạn tuổi 1 á, các bạn không kiếm được nhiều. Mình có cảm giác là công việc hiện tại của các bạn á, các bạn chỉ kiếm được ở mức vừa đủ thôi. Và các bạn có cái cảm giác là với mức lương này mà kiểu như đùng một cái bây giờ kết hôn á, chắc chắn là không bao giờ có tiền để mà sống hết trơn á, cho nên là mình phải làm nhiều hơn nữa, mình phải đợi thêm 5 năm, 7 năm nữa để mà mình kiếm được tiền, mình lên chức này nọ hết đó, thì lúc đó chắc là mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho một ai đó này nọ cả. Một typical điển hình của các bạn bị ám ảnh với đồng tiền. Có một cái xu hướng ở đây nữa nha, là các bạn khi yêu các bạn sẽ lựa chọn những người chi trả được cho bạn nhiều tiền. Tuy nhiên là những cái mối quan hệ khi mà chỉ có một bên chi, người ta chỉ có cái bên nhiều tiền người ta chi trả, thì rõ ràng cái mối quan hệ đó nó thường sẽ là không bền vững. Và mình nghĩ là có một cái mối quan hệ nào đó của các bạn ở trong quá khứ nó đã diễn ra như vậy rồi, cho nên là nó mới càng củng cố thêm niềm tin của các bạn ở thời điểm hiện tại, và khiến cho các bạn vẫn ở một mình cho đến bây giờ. Blossom. Daydream and decision. Nói nghe hơi phũ phàng, nhưng mà các bạn tụi một, các bạn đừng hy vọng là sẽ có một ai đó đến và ném tiền vào mặt bạn, hoặc là sẽ có một cái tình yêu nó, tức là sẽ có một cái partner tuyệt vời kiếm được một số tiền rất là nhiều, và bạn rồi cũng sẽ làm một cái công việc kiếm được một số tiền rất là nhiều, rồi hai người sẽ đi đến kết hôn hạnh phúc với nhau. Nếu các bạn xây dựng hạnh phúc based ở trên tiền bạc á, nó không bao giờ bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì tâm lý của con người chúng ta là luôn muốn nhiều hơn. Các bạn đã có tiền rồi, các bạn sẽ có muốn có thêm nhiều hơn nữa. Change your focus now. Và giving and receive. Các bạn có hai lá của sự receiving. Tâm thức của các bạn thích nhận hơn là thích cho. Thì các bạn tụi một, các bạn biết là kiểu như mình phải có tiền này nọ thì mới được á, nhưng mà tâm thức của các bạn là vẫn thích nhận hơn là thích cho nha. Mà sống như vậy thì không được đâu các bạn.
các bạn phải cho trước đã. Thật ra cái này cũng khó nói á, kiểu như là có nhiều bạn sẽ lập luận là tại sao không thể nào cho tôi một cái gì đó trước, xong rồi là sau đó tôi sẽ đền đáp lại cái đó. Thì có một vài trường hợp là nó sẽ là như vậy được, nhưng mà nhưng mà có đôi khi thì mọi chuyện nó phải bắt nguồn từ bạn trước. Mình có một cái cảm giác là cái cuộc sống quá khứ của các bạn tụi một nó hơi bị bất công, có một cái sự bất công ở trong đó. Có thể là các bạn có sự bất công về tình thương ở trong gia đình, hoặc là có một cái sự bất công giữa mọi người trong họ hàng hoặc là này nọ gì đó. Cho nên là mình có một cái cảm giác là các bạn tụi một các bạn rất là khát vọng được yêu thương, mà các bạn cũng rất là sợ được yêu thương. Và khi mà các bạn có lá blossom, lá nói về sức mạnh, và các bạn có lá change your focus ở đây nữa, thì mình nói đó, các bạn khiến mình nhớ đến cái comment ở dưới video trước của Giang, cái video mà Giang trải về sự thay đổi của bạn á. Thì các bạn chọn tụ một của cái video đó, có thể các bạn là những người chọn tụ một của cái video này, các bạn ấy ghi cái comment là xin hãy cho tôi được thay đổi. Chính xác thì các bạn phải cầu xin ai trong cái vấn đề này? Thật ra cái người cho phép những cái sự thay đổi á, cái người cho phép bạn được yêu thương á, là chính bản thân bạn. Nếu như mà bạn xin nhưng mà các bạn không tin, tức là các bạn cứ ở trong cái tư thế là chờ đợi, thì cái sự chờ đợi đó nó sẽ cứ diễn ra hoài như vậy luôn. Trong khi thật ra tất cả những cái gì mà các bạn cần làm á, chỉ là bước chân, bắt đầu bước chân đi thôi. Mình thì mình không biết các bạn tư duy thế nào khi mà các bạn cứ chờ đợi. Tại vì at least là đối với lại Giang, là trong cuộc sống của mình á, Giang không bao giờ chờ ai hết trơn á. Tại vì Giang nghĩ đơn giản thôi, chờ đến bao giờ, phải chờ đến lúc nào, đâu có một cái câu trả lời cho cái câu đó đâu, đúng không? Nếu như mà không biết câu trả lời cho việc chờ đến lúc nào, vậy thì thôi, chẳng thà bản thân tự đi làm luôn cho nó nhanh. Đó, thì câu chuyện với bạn tụi một các bạn cũng là như vậy. Các bạn không, trước khi các bạn muốn một ai đó đến yêu thương các bạn phải yêu thương bản thân mình trước đã, phải tự cảm thấy đủ đầy trước đã. Còn nếu như mà các bạn cứ theo đuổi những cái mục tiêu rất là xa, những cái mục tiêu mà nó được xây dựng dựa trên cái nỗi sợ của bạn, dựa trên cái sự khát vọng một phía của bạn, hoặc là các bạn đi theo, chạy theo những cái ham muốn chung của xã hội á, thường là kết quả nó sẽ không bao giờ tới theo cái cách đó đâu. Cái vũ trụ nó không vận hành theo cái cách đó. Nói đơn giản là không bao giờ có cái câu chuyện mà ngồi chờ xung rụt ở trong cuộc sống này hết trơn á. Phải làm một cái gì đó, phải tác động một cái gì đó thì cái kết quả nó mới tới được các bạn. Cung ở đây thì có khí, có nước, có đất, đây là có hết cả bốn cung đó. Nhưng mà mình nghĩ là năng lượng của các bạn tụi một thiên về đất và khí hơn. Các bạn tụi một ở trong tâm lý người bị hại nhiều. You are limited. Các bạn đáng giá mà, các bạn quý giá mà, các bạn thật sự có giá trị hơn các bạn nghĩ. Có thể là trong quá khứ những cái người bạn gặp, những cái môi trường mà các bạn sống á, người ta đã không đánh giá bạn đúng với lại khả năng của bạn. Nhưng mà các bạn cũng có thể nghĩ á, là ở trong quá khứ á, bạn chưa biết cách phát huy khả năng của mình chẳng hạn, cho nên là người ta chưa thấy được cái điều đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã khác rồi, các bạn luôn có quyền lựa chọn khác ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống. Và nếu như hiện tại các bạn lựa chọn thay đổi á, các bạn lựa chọn là học cách để mà thể hiện cái nét đẹp của mình, cái khả năng của mình này nọ ra á, thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp được những cái người mà họ trân trọng cái điều đó ở bạn. Nè, you can do anything you choose, bạn có thể làm bất kỳ gì mà bạn lựa chọn. Vấn đề là bạn chọn fulfill hay là bạn chọn emptiness. Love. Thật sự nha, chỉ cần các bạn tụi mình, các bạn chịu thay đổi focus của các bạn thôi á,
các bạn sẽ lập tức có True Love. Các bạn sẽ có 4 gợi ở đây liền. Các bạn chỉ cần mở lòng cho đi nhiều hơn. Đôi khi cái sự cho đi của các bạn nó chỉ bắt nguồn đơn giản từ một việc là bạn cho phép mọi người đến gần bạn, chứ không phải là bạn xây dựng cái rào chắn, không phải là bạn đánh giá tất cả mọi người dựa trên cái khả năng vật chất của họ nữa. Listen with your heart. You are listening but need to hear with your loving heart nè. Các bạn đang lắng nghe nhưng mà các bạn còn phải lắng nghe với một trái tim yêu thương nữa, với một trái tim của giving và receiving cùng một lúc, chứ không phải là chỉ receive không. Và các bạn có spiritual connection. Mình nghĩ đối với các bạn tụ một á, sắp tới hoặc có thể là ngay ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn nói với lại bản thân á là tôi đang thay đổi, tôi đang cho đi, tôi xứng đáng, thì ngay sau đó lập tức một cái mối liên kết linh hồn á sẽ trả lời lại cho các bạn. Có đó có thể là một người mà bạn đã từng gặp rồi, đó có thể cũng là người cũ của bạn. Người cũ ở đây có thể là bạn bè cũ hoặc là mối quan hệ cũ, không nhất thiết phải là người yêu cũ. Có thể là bạn sẽ được, ngay khi mà bạn nói ra cái câu là tôi đang thay đổi, tôi sẵn sàng đón nhận á, thì ngay có thể là ngay lập tức bạn sẽ nhận được bức thư, lời nhắn, chat message nào đó của một người cũ. Họ quay về, họ nói chuyện với bạn và họ sẽ gửi đến bạn những cái thông điệp để bạn biết được một điều á, là you are limited. Đó là bạn, gọi là bạn rất là quý giá. Ok, cuối cùng mình sẽ rút có thể tóm gọn lại là cái lý do khiến cho các bạn phục vụ, các bạn vẫn còn ở đây lúc này một mình á, là tại vì các bạn sợ. Và khi mà các bạn sợ thì các bạn đã đưa ra cái lựa chọn là thôi, để bản thân ở một mình cho nó lành. Nhưng mà thực chất thì bên trong các bạn, tụi bụng các bạn rất là khát vọng được yêu thương. Các bạn không phải là những người lựa chọn cô đơn bởi vì các bạn chọn nó, mà các bạn lựa chọn cô đơn bởi vì các bạn không dám tin vào mọi người xung quanh, không dám tin vào tình yêu. Các bạn không dám tin là sẽ có ai đó yêu mình khi mà mình chưa đủ giàu, chưa đủ tự tin. Heart to heart conversation, trò chuyện với lại trái tim của bạn này. Trái tim biết điều nó muốn mà. Các bạn có thể xem tập cái video của Gian là trái tim biết điều nó muốn, thì điều nó muốn nói với các bạn là cái gì. Các bạn có thể xem video đó, có thể các bạn sẽ biết được là thật ra trái tim bạn nó đang cảm thấy cái gì, nó đang muốn nói cái gì. To spread the love, children. Có thể cái kết nối cũ của các bạn là một người bạn cũ từ cái thời nhỏ luôn á, thanh mai trúc mã thời nhỏ. Calling your soulmate. Nói chung là người thương của các bạn tụ một á, họ thật ra là họ luôn ở đó, và các bạn deserve love này, các bạn xứng đáng được yêu thương. Nhưng mà chỉ trừ khi các bạn cho phép người đó xuất hiện, các bạn cho phép vũ trụ liên kết người đó với bạn á, thì người đó mới tới. Còn hiện tại thì các bạn không cho rồi đó, chắc chắn là hiện tại các bạn không cho luôn. Và có thể là trong thời gian tới các bạn vẫn sẽ chưa cho đâu, chỉ đến khi đến một cái giai đoạn ở đây mình thấy là khi mà các bạn cảm thấy quá mệt rồi, các bạn cảm thấy muốn buông bỏ, các bạn cảm thấy là cái việc ở một mình này nó đang khiến bạn càng ngày càng áp lực hơn á, thì đến lúc đó hên xui lắm, may ra các bạn mới lựa chọn thay đổi cái focus của các bạn. Còn không á, các bạn tụ một á, mình nói thì các bạn siêu cấp cứng đầu luôn. Thì ấy được, nó sẽ là tùy các bạn thôi. Giang nói rồi,
không ai có thể ép các bạn thay đổi ngoại trừ các bạn cả. Thì nếu như các bạn cảm thấy là ok, mình đã ngồi ở trong cái sự sợ hãi đó, mình đã ngồi ở trong cái sự ám ảnh quá khứ đó đủ rồi, thì mình đứng dậy mình thay đổi thôi. Không bao giờ là quá trễ, không bao giờ là quá muộn hết, chỉ là các bạn chịu làm hay là không thôi. Ok, thì sẽ kết thúc ra bài cho các bạn tụi một ha. Thì mình hy vọng ra bài đem được một cái thông điệp nào đó cho các bạn. Và yeah, hẹn gặp lại các bạn tụi một trong những video lần sau nha. Bye bye. Xin chào các bạn tụi hai, những bạn chọn cái bookmark này. Thì đây là trả bài cho các bạn với cái chủ đề là tại sao bạn vẫn ở đây, nơi này một mình. Lý do là gì? Thì đây là trả bài chung nên mọi người hãy đón nhận điểm một cách cởi mở chọn lọc giúp mình. Và nếu như các bạn cảm thấy câu chuyện không phù hợp với lại các bạn, hoặc các bạn không muốn nghe, các bạn không tin chẳng hạn, thì các bạn có thể ngừng xem video ở ngay tại đây và các bạn có thể xem một tarot reader đó khác mà các bạn cảm thấy tin tưởng hơn. Và hãy hiểu, hãy nhớ đây là một trong số rất nhiều tương lai mà các bạn có thể có. Nếu các bạn lựa chọn thay đổi thì tương lai của các bạn sẽ thay đổi ha. Ok, tại sao các bạn tụ hai vẫn ở đây lúc này một mình? Các bạn có hai xu. Các bạn tụ hai lý do đầu tiên đó là các bạn là những người phân vân quá nhiều, phân vân chờ đợi quá là nhiều, dựa vào sự đoán định của người khác quá nhiều, hy vọng và sự may mắn một ai đó sẽ ở đây và chỉ đường cho các bạn. Nói đơn giản là các bạn trốn tránh vấn đề. Queen of Fire. Cũng là một câu chuyện liên quan đến nỗi sợ. Nhưng mà câu chuyện của các bạn tụ hai á, nỗi sợ của các bạn không tự tin vào bản thân mình. Tính cách của các bạn tụ hai ở đây theo như mình thấy á, các bạn những người khá là hiền. Những cái người mà thích chăm sóc cho người khác, hơi thích xía vào chuyện của người khác, nhưng mà các bạn có thể nhận ra là không phải ai cũng cần sự giúp đỡ của bạn. Và có thể có sự giúp đỡ của bạn nó đã mang đến một vài kết quả không tốt cho người khác, hoặc là nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với lại nhiều người khác, và nó khiến cho các bạn bị mất tự tin vào khả năng của mình, cũng như là mất tự tin vào chính bản thân mình. Các bạn bắt đầu không biết là chính xác, nếu vậy thì chính xác những cái điều các bạn thấy, những cái điều các bạn nghĩ á, nó có đúng không, nó có phù hợp không, mình có nên tiếp tục như thế không. Nhưng mà nếu như mình không nên như thế thì mình sẽ là ai ở trong cuộc sống này. Các bạn tụ hai có thể là những người làm những công việc liên quan tới tài chính, chăm sóc xã hội. Có một trường hợp ở đây nữa, các bạn tụ hai, các bạn là những người bị ràng buộc bởi gia đình. Tức là điều mà các bạn muốn làm, ăn gì, ngủ cái gì, mặc cái gì, làm gì của các bạn trước đến nay bị ảnh hưởng rất mạnh bởi gia đình của các bạn. Và chính bởi vì các bạn bị kiểm soát bởi gia đình quá nhiều nên khi các bạn ra ngoài xã hội, các bạn không có niềm tin vào bản thân. Các bạn các bạn khá là ghen tị với lại những cái bạn trẻ mà họ tháng kiếm được cả chục triệu mà không cần sự hỗ trợ của gia đình này nọ hết. Mình cảm thấy một sự quá tải ở các bạn tụ hai ở đây. Quá tải về mặt suy nghĩ á. Five cup, hối hận. Three cup, connection.
5 kim. 5 cup 5 kim. Ok. Bitter sweet. Các bạn tụ hai có thể các bạn đã từng có một mối quan hệ trong quá khứ mà bạn hy vọng, bạn đã từng hy vọng cái người đó sẽ là người kéo bạn ra khỏi cái vũng bùn mà bạn đang ở trong đó. Bạn đã hy vọng người đó sẽ là người dạy cho bạn về sự tự tin, sẽ giúp bạn thoát khỏi cái sự kiểm soát của gia đình này nọ cả. Và họ thật sự đã từng làm như vậy với bạn. Họ thật sự đã là một trong số những người mà luôn ủng hộ bạn, luôn nói với bạn là bạn đẹp ra sao, bạn tốt như thế nào này nọ hết. Nhưng mà mình nghĩ là người đó đâm sau lưng bạn, chơi xấu sau lưng bạn, và bạn phát hiện ra. Và khi mà bạn phát hiện ra thì bạn gần như là bị sụp đổ hết tất cả mọi thứ luôn. Bạn đúng nghĩa như cái câu mà mình hay nói với lại mọi người á, là không gì ác hơn việc cho người ta một chút ngọt ngào và sau đó đẩy người ta vào lại cái ác mộng của họ. Nếu như chưa bao giờ trải nghiệm qua ngọt ngào á, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Chúng ta sẽ cảm thấy những cái khó khăn chúng ta đã trải qua từ trước đến giờ nó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà đã từng chạm vào một cái miếng ngon này nọ rồi á, và sau đó phải quay trở lại cái cuộc sống khó khăn trước kia sẽ rất là khó cho người ta. Và mình cảm nhận được là các bạn tụi hai, các bạn đã trải qua cái trường hợp như vậy. Và nó khiến cho các bạn ở thời điểm hiện tại á, càng dễ để mà rớt vào cái trạng thái thất vọng hơn. Đó là cái lý do mà các bạn không còn cái niềm tin vào bản thân mình nữa, mà các bạn chỉ còn biết tin vào thần thánh, tin vào những cái điều như kiểu là sẽ thật may mắn khi mình có thể này nọ cả, dựa vào rất là nhiều cái sự may mắn, một cái sự may mắn bất kỳ nào đó ở trong cuộc sống. Ước mơ của các bạn tụ hai cũng giống các bạn tụ một, là có một gia đình hạnh phúc, có một cái kết hoàn mỹ. Nhưng mà bản thân các bạn cũng tự nhận thấy là cái kết này nó quá là khó khăn với bạn. Một lần nữa, change your focus. Các bạn tụ hai có thể nghe lại các bạn tụ một. Simply love. Các bạn ra 3 lần 5 rồi đó. Trong chân. Thật ra hồi nãy các bạn tụ hai, các bạn ra lá 2 xu là mình đã biết các bạn ở trong trạng thái trong chân rồi. Mình sẽ rút hết cho các bạn rồi mình sẽ nói. Thật ra các bạn tụ hai thật ra câu chuyện của các bạn có lẽ ở thời điểm hiện tại và trong khoảng thời gian sắp tới á, các bạn vẫn sẽ phải đi một mình. Nhưng mà hãy đi một mình với một trái tim yêu thương bản thân mình nhiều nhất có thể, bởi vì sẽ không có ai có thể đến và vá víu nỗi đau cho bạn cả. Lý do tại vì chỉ có một mình bạn mới hiểu cái nỗi đau nó là như thế nào thôi. Sẽ không có một ai trên thế giới này có thể thấu hiểu được cái nỗi đau của bạn. Không một ai sẽ trải qua cùng một cái trải nghiệm như bạn. Không một ai sẽ có cùng cái góc nhìn về cuộc sống như bạn. Và chính vì cái lý do đó cho nên người duy nhất có thể chữa trị được vết thương ở trong trái tim của bạn á, là chính bản thân bạn mà thôi. Cho nên hành trình sắp tới của các bạn mình thấy á, và cái lý do khi các bạn vẫn còn ở một mình ở đây á, là bởi vì vũ trụ muốn các bạn nhận ra được một cái vấn đề
đó là có những cái tình yêu á, nó không cần sự giúp đỡ của người khác. Có những cái tình yêu nguyên thủy nó đã luôn ở đó bên trong bạn rồi, chỉ là bạn không để ý mà thôi. Và cái tình yêu nguyên thủy đó chính là tình yêu bản thân mình, chính là sự thứ tha bản thân mình. Các bạn tụi hai, các bạn chưa bao giờ cho phép bản thân các bạn được nghỉ ngơi, các bạn chưa bao giờ tha thứ cho bản thân các bạn ở trong cuộc sống này. Các bạn luôn ép bản thân mình phải gồng lên, phải cố lên, phải như thế này, phải tốt như thế này, phải đẹp như thế này, phải như thế này nọ cả. Các bạn phải behave, các bạn phải tỏ ra ngoan ngoãn, phải tỏ ra kind này nọ hết. Nhưng mà ai ép bạn? Thật ra cuộc sống này nó không ép bạn đâu. Không có ai ép bạn ở trong cái điều này cả, mà là chính bạn lựa chọn nó. Các bạn có thể nói lại với Gia là nhưng mà cuộc sống của tôi khó khăn thế này thế nọ hết. Đúng, bất kỳ ai họ cũng có cái sự khó khăn ở trong cuộc sống của họ cả, và chúng ta không thể nào thay đổi điều đó được. Nhưng bạn được quyền thay đổi cái cách phản ứng của bạn đối với lại cái vấn đề đó. Nếu như bạn vẫn giữ sự hận thù, nếu như bạn vẫn giữ cái sự yếu đuối của mình, bạn vẫn giữ cái sự sợ hãi của bản thân mình á, thì câu chuyện nó vẫn sẽ tiếp tục như thế. Nhưng nếu như mà các bạn cầm dao, kiếm, súng này nọ lên chiến đấu mạnh mẽ nhất có thể, cầm khiên này nọ để bảo vệ bản thân á, thì câu chuyện nó lại sẽ là khác. Nếu như là bạn hy vọng cuộc sống của bạn thay đổi, bạn phải thay đổi bản thân mình trước. Cho nên thật ra câu chuyện ở đây của các bạn tụi hai vẫn là câu chuyện giữa bạn và đứa trẻ bên trong của bạn. Hành trình chữa trị đứa trẻ bên trong, các bạn có thể xem của chị Bảo Bình hoặc là những cái video mà chị Bảo Bình nói về việc là bạn đã biết là bản thân yêu thương mình là như thế nào chưa. The Heart of the Matter. Demonstrate love. Find out what is important to you, to you. You love and act on it. Ý nghĩa của tình yêu với bạn là cái gì? Mình có cảm giác đối với các bạn tụi hai, các bạn chưa hiểu được cái mức độ ý nghĩa của tình yêu với lại các bạn. Đối với lại các bạn thì tình yêu bây giờ nó giống như là một sự bù đắp cho những cái tổn thương của bạn ở trong quá khứ. Nó là một cái sự bù đắp. Cái câu của các bạn đang nghĩ ở thời điểm hiện tại có thể sẽ là hãy có một ai đó đến và yêu thương tôi thay tôi đi. Nhưng mà rất tiếc là cuộc sống này nó không có hoàn thành được cái kiểu đó. Do something for someone. Bạn cũng có thể tìm kiếm cái tình yêu thương của bạn khi mà bạn yêu thương một ai đó trước. Tức là các bạn giống các bạn tuổi 1 á, nhưng mà các bạn tuổi 1 á, các bạn ấy là đánh giá dựa trên tài chính, thì các bạn tụi hai các bạn sẽ là người đánh giá dựa trên tình cảm. Tức là lựa chọn giữa một người bạn yêu và một người yêu bạn thì các bạn tụi hai các bạn sẽ lựa chọn người yêu bạn. Nhưng mà các bạn có thể nghe tụi một đó, có đôi khi bạn phải là người sharing trước, bạn phải là người chia sẻ tình cảm của bạn trước. Cái sự chia sẻ ở đây đơn giản, nó có thể chưa hẳn là bạn yêu người đó, nhưng mà bạn nói với người đó là chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cái mối quan hệ này, hãy cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau giúp đỡ chính mỗi người chữa trị cái vết thương bên trong của mình á. Đôi khi cái sự sharing như vậy nó đã đủ rồi, và ở trong cái sự sharing này bạn sẽ học được rất là nhiều điều về bản thân mình. Love makes a difference nè. Tình yêu nó làm thay đổi rất là nhiều thứ. Cho nên là hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Khi cả thế giới đều không yêu bạn á, thì bạn nghĩ là lúc đó ai sẽ yêu bạn nữa ngoài chính bạn? Nếu như đến cả chính bản thân bạn còn không yêu bạn á, thì nó thật sự là quá tội nghiệp cho cái đứa trẻ bên trong của bạn rồi. Forgiving and learning. Exactly điều hồi nãy mình nói luôn. Tha thứ và học hỏi. Tha thứ cho bản thân mình cũng là tha thứ cho những người xung quanh, những người trong quá khứ, những người đã làm đau bạn. Playfulness. Religious factors. Các bạn tụi hai có vấn đề về niềm tin.
And you deserve love. Y chang các bạn tụi một luôn. Tụi một tụi hai miss nhau. Hai bạn chỉ là cái sự sợ của hai bạn là hai cái vấn đề khác nhau thôi. Nhưng mà cái cách, cái lý do khiến các bạn có nỗi sợ đó và cái lý do khiến các bạn còn ở đây một mình đó, nó là giống nhau. Nên là hai tụi một tụi hai có thể nghe qua lại lẫn nhau để mà học tập cái thông điệp cho nhau. Thì ok, cuối cùng thì mình cũng nói với các bạn tụi hai thôi. Các bạn là trung tâm của vũ trụ này. Và đừng hy vọng sẽ có một ai đó đến mà giúp các bạn. Thay vì ngồi đó chờ và hy vọng, hãy đứng dậy và đi đi. Mình sẽ nói cho các bạn một cái câu của một cái câu văn của tác giả mà mình quên rồi, nhưng mà học vào hồi cấp 2 á, đó là cái câu mà nói là trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Con đường của các bạn tu hai á, các bạn phải tự đi, không có một ai vẽ ra con đường cho các bạn hay là đào đất xây đường cho các bạn hết trơn á. Khi mà các bạn bắt đầu đi á, thì vũ trụ nó sẽ ở ngay sau bạn để mà giúp bạn để đạt, gọi là đi nhanh hơn hoặc là đi bằng phẳng hơn để đến với lại cái mục đích của các bạn tụi hai. Ok, đây sẽ kết thúc trải bài cho các bạn tụi hai ha. Thì mình hy vọng là trải bài đã được cái thông điệp nào đó cho các bạn. Và các bạn có điều gì muốn chia sẻ thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là email cho Giang ha. Thì hẹn gặp các bạn tụi hai trong những video lần sau. Bye bye. Ok, chào các bạn tụi ba, những bạn chọn cái bookmark này. Đây là trải bài cho các bạn với cái chủ đề là tại sao bạn vẫn ở đây lúc này một mình. Hay là trải bài chung với mọi người, hãy nói những điểm cách cởi mở cho mình nha. Nếu như các bạn cảm thấy trải bài nó không liên quan tới các bạn, hoặc là các bạn không tin vào cái trải bài, thì các bạn có thể lựa chọn xem những cái tarot reader khác, những video khác. Các bạn không nhất thiết phải tiếp tục xem cái video này và cứ kiểu chờ đợi đến khi mà các bạn phù hợp với nó. Tại vì đây là trải bài chung cho rất là nhiều người, mà cho cả trăm người lắm các bạn. Và mình chỉ có 3 tụi bài ở đây với từng đó lá bài thôi. Nó không thể nào kiểu tất cả mọi người đều có chung một cái câu chuyện như vậy được. Và bản thân tarot reader bọn mình cũng không thể nào nói quá mức chi tiết ra được, bởi vì bọn mình đâu có biết bọn mình đang nói cho ai đâu. Lý do của các bạn ở 3 tử cuối cùng của ngày hôm nay, Three of Earth. Một điều khá thú vị là mình thì đang rất là cố gắng trải bài về tình cảm, nhưng mà cả ba tụ đều ra rất là nhiều lá về đồng tiền. Release. Các bạn chưa buông bỏ được quá khứ. Thêm một trường hợp nữa, 1, 2, 3 đều là chưa buông bỏ được cái quá khứ của mình hết. Thế còn các bạn chưa buông bỏ được cái gì? Renewal. Các bạn có hai lá nói về việc là time to move on, time to move in your new direction. Hermit. Chưa thấy rõ. Nhưng mà thấy có một điều, khi mà ra lá ba xu, ba xu nó nói về sự hợp tác của các bạn. Hợp tác ở đây có thể là hợp tác trong công việc, cũng có thể là sự hợp tác ở trong một cái mối quan hệ chung. Listen. Dream coming true. Opportunity beckon. Cứng đầu vé. But choose your better.
có cảm giác năng lực của các bạn tuổi 3 á, các bạn là một người mà muốn tất cả mọi thứ ở trong tay mình. Tức là giống như mình nói là khi mà ra cái lá 4 ở đây thì mình có một cái cảm giác là đối với lại các bạn thì tất cả mọi thứ các bạn phải nắm được nó ở trong tay thì các bạn mới đưa ra cái quyết định, các bạn mới làm, và kể cả ở trong vấn đề tình cảm luôn. Tức là bạn sẽ luôn cố gắng kiểm soát người bạn yêu, luôn cố gắng kiểm soát là cái mood ở trong cái buổi hẹn hò này nó phải như thế nào, người yêu của mình phải có cái dáng vẻ ra sao, phải có tính cách như thế nào, thế nào hết á. Thì đối với bạn một cái cuộc sống như vậy, một cái mối quan hệ như vậy, nó mới là hoàn hảo, nó mới là đẹp. Nhưng mà bạn không thể nào kiểm soát tất cả mọi thứ được. Và thật ra là khi mà bạn rất là cố gắng để kiểm soát tất cả mọi thứ thì cái năng lượng mà bạn tiêu tốn cho nó khá là nhiều. Và thường thì mình có cần một cái cảm nhận là kết quả các bạn nhận lại nó không được như những gì các bạn muốn. Và thế là cái công sức mà các bạn đổ ra cho nó vừa không được gì mà nó còn bị mất đi nữa. Đó là cái giờ về sau để các bạn có lá choose your battle nè. Các bạn cần phải lựa chọn lại là chính xác thì các bạn đấu tranh với lại điều gì. Ở đây là các bạn đang đấu tranh với cả dòng chảy của vũ trụ luôn. Các bạn không tin vào định mệnh. Các bạn chỉ tin vào những gì các bạn thấy và các bạn nghe và các bạn làm thôi. Bởi vậy các bạn mới có lá listen. Đôi khi các bạn cần phải dừng lại và nghe chính xác những cái gì các bạn đang làm đó, có phải là điều mà các bạn muốn không. Rồi các bạn cũng có lá relive renewal nè. Mình nghĩ là khi mà các bạn có hai lá này á thì mình nghĩ là có thể cái lý do khiến các bạn có cái tính cách như thế này, tính cách kiểm soát tất cả mọi thứ đó, nó đến từ công việc của bạn. Maybe có thể là các bạn là những người làm quản lý lâu năm rồi, hoặc ở trong nhóm, khi các bạn làm việc nhóm các bạn luôn ở trong một cái vị trí mà các bạn phải chịu sự kiểm soát của người khác. Tức là nếu như phân tích về bên tâm lý là cái lý do, có nhiều lý do để khiến cho một người trở nên ham muốn, có cái ham muốn kiểm soát. Một là nó là cái bản tính của họ ngay từ khi còn nhỏ. Thứ hai là có thể là họ bị ảnh hưởng từ tuổi thơ của họ, từ bố mẹ của họ hoặc là từ cái sự giáo dục của gia đình chẳng hạn. Có một cái trường hợp thứ ba là bởi vì họ luôn bị sống ở trong những cái môi trường, những cái nhóm người mà họ ở thế yếu, cho nên là họ phát triển nên một cái tính cách muốn kiểm soát người khác ở trong những cái vấn đề họ có thể kiểm soát được. Và ở đây là ở trong cái vấn đề nó liên quan tới những mối quan hệ của các bạn. Nó giống như là câu chuyện giữa người bị người, nó là cái câu chuyện mà người bị bắt nạt trở thành kẻ bắt nạt. Khi nhận Pentacles, Four of Swords, bốn kiếm. Inner Light, hồi nãy tụi một là Inner Shadow, các bạn tụi ba là Inner Light. Phần ở bên trong của các bạn á, cái inner của các bạn á đang rất là tối, đang rất là dark. Cái suy nghĩ của các bạn bây giờ nó chỉ là tôi phải kiểm soát được cuộc sống của mình, tôi phải khiến cho người này khâm phục mình, tôi phải luôn đứng đầu ở trong cái câu chuyện này, tôi phải có được người yêu thiệt là xuất sắc, thiệt là giỏi, cái gia đình của tôi phải tự hào về tôi, mọi người phải ngưỡng mộ tôi. Tất cả những cái đó hầu hết đó đều xuất phát từ cái nỗi sợ của bạn, nỗi sợ bị bắt nạt lại một lần nữa, cái sự bắt nạt ở trong quá khứ của các bạn. Và có một cái nỗi sợ ở đây nữa, đó là các bạn sợ là nếu như các bạn không giỏi, các bạn không kiểm soát được mọi người á thì bạn không biết bạn đang làm cái gì ở trong cuộc sống cả. The Lovers,
đối với lại các bạn tuổi Bá, tình yêu là ánh sáng. Đối với lại các bạn thì thật ra sâu thẳm bên trong các bạn tuổi Ba, các bạn đã luôn hy vọng sẽ có một ai đó đến và cứu các bạn khỏi cái vũng buồn tối này. Bản thân các bạn cũng biết đó, là cái cách các bạn đang sống hiện tại nó không ổn, nhưng mà các bạn không thể nào thoát khỏi cái hố đen đó được, tại vì các bạn đã dính vào nó quá sâu rồi. Bởi vì các bạn đã từng xem cái cách sống đó là tất cả những gì mà các bạn có ở trong tay. Nên bây giờ nếu như nói các bạn buông bỏ, khó lắm, các bạn không buông được đâu. Đó là lý do mà vì sao các bạn đã hy vọng sẽ có một ai đó đến và cứu giúp mình. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà các bạn đã có một cái thói quen nhúng vào trong cái vũng buồn nó quá sâu á, thì kể cả ở trong tình cảm á, bản năng các bạn vẫn sẽ là sự kiểm soát, vẫn sẽ là muốn mọi người phải làm đúng như những gì mà các bạn yêu thích. Và mình thấy ở đây là sẽ rất là khó cho các bạn để mà kiếm được một người phù hợp với lại các bạn. Khát vọng tình yêu, nhưng mà cũng là một người đẩy tình yêu ra xa. Các bạn tụ ba có thể nghe các bạn tụ hai, bởi vì tụ hai và tụ ba nha, vấn đề của hai bạn là khác nhau nhưng thông điệp của hai bạn là gần giống nhau. Simply love, chỉ đơn giản là tình yêu thôi mọi người. Ở trong tình yêu á, đừng có dùng có lý trí để nhận ra vấn đề, nhưng mà cũng đừng áp tình yêu trên thước đo lý trí. Các bạn tụ ba hay xem mình là outsider lắm, các bạn xem mình là người ngoài cuộc lắm, các bạn xem mình giống như là một kẻ kỳ lạ của thế giới này. Và và nếu như mà bạn không chứng minh, tức là bạn, nếu như mà bạn không có quyền lực ở trong tay, bạn tự nghĩ là bạn sẽ không bao giờ chứng minh được cái sự tồn tại của mình ở trong cuộc sống. Bạn đang để bóng tối nuốt chửng chính bạn. Khổ không? Khổ. Nhưng mà nói các bạn tụi ba thoát không? Không. Now receive love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Đôi khi cái việc chấp nhận là cái cách để mà show ra tình yêu. Tức là đối với các bạn tụi ba á, bởi vì các bạn là một người thích kiểm soát mà, cho nên là khi mà ví dụ như là mình chẳng hạn đột ngột đến nói với bạn là mình yêu bạn mà trước đó bạn chưa làm cái gì cho mình cả, tức là chúng ta chỉ đơn giản là quen biết nhau này nọ thôi, và mình nói với bạn là mình thích tính cách này nọ của bạn á, các bạn tụi ta các bạn sẽ ngay lập tức các bạn suy nghĩ là người này muốn lợi dụng mình cái gì, người này có, tức là mình có cái gì xứng đáng để cho người này quen biết này nọ hết. Các bạn không nghĩ là người khác sẽ yêu quý bạn đơn thuần vì bạn là bạn, mà bạn luôn có một cái suy nghĩ á, là người nào đó đến với mình là bởi vì người ta cần một cái gì đó ở mình. Và bạn cũng đến với lại người khác đơn giản vì bạn cần một cái gì đó ở người ta, chứ không phải đơn thuần là bởi cảm xúc của bạn. Và thế là ở trong tình yêu các bạn sử dụng lý trí rất là nhiều. Bạn luôn suy nghĩ là bây giờ mình phải đưa cho người này bao nhiêu tiền nè, mình phải cho lại những cái mối quan hệ như thế nào nè, rồi mình lấy lại được của họ như thế nào. Nó không cần là tình yêu nữa, đó là một mối quan hệ lợi ích đúng nghĩa luôn. Impress your emotion, các bạn kiểm soát cả cảm xúc của các bạn nữa. Không bao giờ tin vào tình cảm nha các bạn, không bao giờ tin vào tình cảm các bạn, không bao giờ tin vào những cái cảm xúc như kiểu là tình yêu đầu tiên, hay là kiểu như là cảm xúc của những đứa trẻ bên trong này nọ, các bạn không bao giờ tin đâu. Nhưng mà mình nói rồi, đừng bao giờ lấy tình cảm đo trên thước đo của lý trí. Đó là lý do vì sao các bạn có lá chuông. Your battle, hãy suy nghĩ lại chính xác các bạn đang đấu tranh với cái gì, các bạn đấu tranh vì điều gì, các bạn có thật sự đang đấu tranh vì hạnh phúc, vì giấc mơ của các bạn không, hay các bạn đấu tranh chỉ đơn giản bởi vì các bạn sợ bị tổn thương một lần nữa. Have patience, hãy kiên nhẫn.
Love is patient and kind. Cũng là một câu chuyện của kiểm soát thôi. Khi mà các bạn kiểm soát nhưng mà mọi người không làm theo được như bạn nghĩ thì bạn sẽ trở nên mất kiên nhẫn. Nhưng mình sẽ ví dụ như là khi các bạn tự bá, bạn lựa chọn được một mục tiêu để chinh phục á, thì các bạn sẽ có đặt ra là bước 1, bước 2, bước 3 là làm thế nào để mà cưa người ta. Nhưng mà mình nói rồi, con người mà, người ta đâu phải cái máy đâu. Để mà các bạn đi theo đúng cái bước đó thì người ta sẽ đổ bạn. Có thể các bạn tụi ba sắp tới hoặc thời điểm hiện tại các bạn đã gặp được một cái người mà họ rất là khác với lại những người bạn đã gặp trước đó. Những cái cách các bạn tán các kiểu người trước đó không có áp dụng được lên người này. Và người này có thể nói thẳng vào mặt bạn luôn là mình chơi với bạn không phải vì tiền tài của bạn, không phải vì danh vọng của bạn, mình chơi với bạn là bởi vì chính bản thân bạn. Và khi mà người đó nói như vậy với bạn á, bạn càng suy nghĩ hơn là wow, còn có thể loại người này trên đời à, tao không tin, tao phải tìm ra được là cái đứa này nó muốn cái gì ở mình đấy. Thế là coi như tèo luôn mối quan hệ, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sự kiên nhẫn ở đây á là sự kiên nhẫn bạn cho bản thân bạn cũng như là cho người kia và cho chính cái mối quan hệ này. Bởi vì nếu như các bạn thật sự muốn có một mối quan hệ cam kết lâu dài á, các bạn phải đi cùng với nhau một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu được bản thân mỗi người có cái khuyết điểm, ưu điểm gì và học cách chấp nhận, học cách dung hòa với nhau. Chứ không thể nào mà đụng một cái bạn bắt đó kiểu như bạn muốn người kia hành động y chang điều bạn muốn thì bạn chán. Mà ví dụ như người kia muốn bạn hành động như họ muốn thì bạn cảm thấy bản thân bị điều khiển, thấy nó mâu thuẫn không? Đừng áp đặt người khác nữa, cũng đừng áp đặt bản thân mình nữa. Choose love, exactly. Hãy lựa chọn tình yêu mọi người ạ. Tình yêu ở đây có thể chỉ đơn giản là giữa bạn bè với nhau thôi cũng được. Đừng để quá khứ, mình nói rồi, các bạn có hai lá luôn mà nó nhắc về cái việc là it's time to move on. Đừng để quá khứ nó trở thành cái vách ngăn giữa bạn ở hiện tại và bạn của tương lai, giữa bạn và cái môi trường bên ngoài. Bạn không thể sống thiếu xã hội được. Mình chắc chắn là các bạn tụi ba, các bạn là những người rất là khát vọng được hòa nhập vào mọi người xung quanh. Các bạn rất là khát vọng một mối quan hệ cam kết lâu dài. Nhưng mà bản thân bạn đâu có chọn tình yêu đâu. Bạn đang lựa chọn nỗi sợ, bạn đang lựa chọn bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ những cái niềm tin từ quá khứ, những cái niềm tin non nớt của bạn khi xưa. Bạn ở hiện tại đó rất là khác rồi, bạn không còn là cái người bị bắt nạt ở trong quá khứ, bạn không còn là cái người sẽ dễ dàng tin vào mọi người xung quanh ở trong quá khứ nữa. Vậy thì vì sao bạn lại phải sợ đến như thế, vì sao bạn lại ngại ngùng để mà bắt đầu một cái niềm tin mới như thế? Đừng vội nghĩ là ai cũng sẽ như ai. Đừng có vội nghĩ ai. Đừng có dùng cái con mắt của định kiến để áp đặt lên mọi người. Tại vì khi mà bạn sử dụng con mắt định kiến để áp lên mọi người xung quanh đó, thì bản thân họ cũng sẽ sử dụng con mắt định kiến để áp lên bạn. Đó là lý do vì sao các bạn có những cái lá là hãy kiên nhẫn nè, hãy để cảm xúc của bạn được nói ra nè, hãy đón nhận mọi thứ với tình yêu và sự biết ơn. Codependency này, những cái cảm xúc tiêu cực nó đang ảnh hưởng lên cái cuộc sống tình cảm của bạn. Bạn hay nghi ngờ lắm. Chemistry, mình nghĩ là có thể các bạn tụi ba hiện tại hoặc sắp tới các bạn sẽ gặp được một người mà giống như mình nói, đó là tất cả những cái góc nhìn của bạn, tất cả những cái định kiến của bạn về tình yêu, tất cả những cái cách mà bạn tỏ tình hay là các bạn tán tỉnh người từ trước đến nay không áp dụng được với người này. Người này họ rất là khác luôn và họ là một người yêu quý bạn thuần túy vì bạn là bạn. Và người này sẽ không ngại để mà thể hiện điều đó ra với bạn đâu. Nhưng mà không có ai kiên trì đâu bạn. Bạn mà cứ kiểu nói không 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 thì người ta cũng
làm những ai kiên trì tới mức đó, người ta cũng có thanh xuân của họ chứ, người ta cũng có tự trọng của họ chứ. True love nè, thấy mình nói đúng không? Trời ơi, gần đây năng lượng của mình nó match với mọi người ạ. Và religious factor, các bạn cũng có thể là những người mà có vấn đề liên quan tới niềm tin là tại vì tôn giáo của bạn. Có thể là các bạn được dạy những cái giáo lý, những cái điều luật là kiểu như bạn phải ABCDZ thì bạn mới là một người tốt này nọ hết, và bạn đã từng là một con người nhẫn nhịn chịu đựng như vậy ở trong quá khứ, nhưng mà kết quả thì nó không được tốt như bạn nghĩ. Và có thể là các bạn lật ngược lại, bạn không còn tin vào chính cái giáo lý của mình nữa, và các bạn trở thành một người như thế này, một người mà theo tâm lý học người ta gọi là phản xã hội á. Nhưng mà không phải là các bạn không quay đầu được, bởi vì mình nói rồi, khát khao bên trong của các bạn tụi ba vẫn là được yêu thương, vẫn là khát vọng có một ai đó, sẽ có một ai đó là cái ánh sáng đến và cứu cuộc đời các bạn. Thì có không? Thật ra là không, mình nói thật là không đâu. Mình nói rồi, không có ai có thể giúp người khác phá víu nỗi đau của người đó hết trơn á. Bản thân bạn phải cho phép chứ, bản thân bạn phải nói với chính bản thân mình là tôi cho phép người khác yêu thương mình á, thì lúc đó mọi chuyện nó mới tiếp tục diễn ra được, nó không có lại, nó không bị block ở trong cái vấn đề từ trước đến nay được. Trước khi hỏi người khác, cái này mình cho cả tụi 1, 2, 3 luôn. Trước khi các bạn hỏi người khác yêu thương các bạn á, các bạn phải hỏi là bản thân các bạn đã yêu thương người khác được chưa. Mọi chuyện nó đều có cái giá của nó, mọi chuyện đều có sự trao đổi công bằng của nó. Và đừng bao giờ chờ đợi. Muốn cái gì á thì đi và giành lấy nó đi. Cuộc sống là đấu tranh mà. Thì đó, hãy tranh thủ, hãy cơ hội. Okay, nói cơ hội thì hơi wrong. Nhưng nói chung là đó, các bạn muốn làm được cái gì á thì đứng dậy và đi đi, chứ đừng các bạn chờ nữa. Được chưa? Ok, đây sẽ là kết thúc đại bài cho các bạn tụt ba luôn nha. Thì mình hy vọng là trải phải đem được một cái thông điệp nào đó cho các bạn. Và nếu như bạn thấy câu chuyện liên kết với các bạn hay là không, thì các bạn để lại một comment lúc dưới cho Giang biết nha. Thì hẹn gặp lại các bạn tụt ba trong video lần sau. Bye bye.